Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại là mình đang có mặt ở sân cầu lông SHB tại Thủ Đức các bạn. Và lần này là mình lại tham gia vào một giải đơn khác vào cuối tuần các bạn, để rèn luyện và thử sức cái khả năng của bản thân. Lần trước là mình cũng có tham gia một cái giải và mình có review cho các bạn coi, thì không may là dừng chân sớm ở tứ kết. Thì hôm nay là mình lại tiếp tục thử thách bản thân, tham gia một giải đấu khác ha các bạn ha. Mỗi giải đấu chúng ta sẽ có một cái thể lệ riêng biệt các bạn. Có giải thì đánh 3 set 15, có giải thì đánh 1 set 25 và có giải thì đánh 1 set 31. Như cái giải lần này là chúng ta sẽ đánh 1 set chạm 25 điểm nha các bạn. Lúc này là các vận động viên của chúng ta đang khởi động trên sân các bạn. Đó, do là đánh buổi sáng nên là ban tổ chức sẽ cho mỗi vận động viên khởi động trước đâu đó khoảng tầm 15-20 phút để làm nóng ha. Cái điểm đáng nói ở đây là các bạn có thể thấy không, hôm nay có rất là nhiều hảo thủ. Cái anh mà mặc áo xanh á, thật ra là gọi là cái chú mới đúng các bạn, tên là Dương Thành Hiếu nha. Nếu mà các bạn đánh cầu lông phong trào á, thì mình nghĩ là các bạn sẽ biết cái nhân vật này các bạn. Anh này tuy là ảnh, thôi mình gọi bằng anh đi cho trẻ, tuy là ảnh lớn tuổi các bạn, năm nay cũng phải là 44-45 tuổi rồi, nhưng mà cái kỹ năng, sức khỏe cũng như là cái thành tích của ảnh trước giờ phải nói là rất là khủng khiếp các bạn. Xưa anh này là ảnh trong tuyển quân đội nha các bạn, và ảnh đã thi đấu trên dưới đâu đó khoảng 20 năm rồi các bạn, đánh đủ thứ các giải trên trời dưới đất. Tuy là lớn tuổi nhưng mà vẫn còn khá là sung sức nha. Rồi thì bây giờ là tới phiên mình khởi động các bạn, để mà chuẩn bị bước vào vòng 1 nha. Rồi ok, vừa kết thúc vòng 1 các bạn. Nói chung là vòng 1 cũng gặp một cái đối thủ cũng tương đối là nhẹ nhàng, đủ ra mồ hôi để mà bắt đầu vào vòng 2 thi đấu tốt hơn. Thì khi mà bước vào vòng 2 thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Kiếm sân khác mình quay những cái trận đấu hay cho các bạn coi nè. Thì ở trên sân số 1 ha, chúng ta sẽ có trận chạm trán giữa cu em Hưng ở tuyển quận 3 mà trước mình có clip giao lưu á. Và phía xa xa màn hình á, các bạn cao kia là cu em An các bạn. Hiện nó đang là top sinh viên Sài Gòn các bạn ơi ha. Có mấy bạn comment trên kênh mình đó là Tâm thì đánh với An mấy lần đó các bạn, thì đây là An đây ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi, không biết là sẽ như thế nào nha các bạn, nhưng mà cái này là có vẻ hay nè. Hay ngoài, cái này là mới vòng 2 thôi là đụng nhau rồi các bạn. Giải này chúng ta chỉ đánh 25 thôi nha, 1C25. Rồi An người nó dài á các bạn, nên là những cái trái cầu mà ra sát biên á nó vẫn với tới nha. Người nó dài giống như là Victor Asensen ở phía sau cái tấm poster các bạn. Hay trong sân này giống như chung kết sớm vậy trời, nó cũng phong lao rồi. nhảy lên phong á khó chịu ghê luôn á, đánh không khéo là bật ngửa liền. Thank you.
bạn thấy không? An á là má phòng trái cầu á, nó bắn giống như là đó, cao nữa nên là đu trái cầu ghê lắm các bạn đó, nó không? Phòng trái cầu nó bắn ra sau vậy á. Hưng á thì được cái là lì. Trời ơi. Thấy. Quá ghê. Còn trong sân luôn. Còn bán là đánh hết. An đẩy cầu hay ghê các bạn. Nhưng mà Hưng á chịu khó chạy lắm nha. Đó. Ôi. Cầu trong sân luôn. Hay. Trời ơi. Chín. Chết rồi. Hay quá. Còn con. Trời ơi. Cầu ai. Hay quá. 17-10 rồi. Quá xa rồi. Các bạn thấy không? Đây là chiêu tâm lý nè ha. Đối thủ chưa vô là bước vô đưa cái cầu để chuẩn bị phát sẵn rồi. Đây là chiêu tâm lý nha. Để mà ép đối phương là phải đánh liên tục không cho người ta nghỉ á. Đó. Nè. Quá. Quá. Trận này, cái trận này nó lạ sao á. Nếu mà các bạn nhìn xa xa có thể thấy kia là bạn Tuấn Dương quá ha. Nếu mà các bạn có biết qua bạn này á, thì bạn ấy là vô địch hội người khuyết tật Việt Nam nha các bạn, ở bộ môn cầu lông, và sắp tới sẽ đại diện cho Việt Nam đi thi giải Paralympic tại Nhật Bản các bạn. Cái này đúng nghĩa là chấp mình một tay luôn á nha. Và bạn đánh rất là tốt nha các bạn. Biết Dương quá không? Ừ, cây chích tóc luôn là hoàn hảo nhau. Thì các bạn có thể xem qua cái bộ pháp di chuyển của bạn Tuấn cũng như là cái cách ra tay của bạn ấy nè. Đó, nhìn nó là rất là mất thăng bằng nha. Nhìn có vẻ đánh một tay là rất là mất thăng bằng. Tuy nhiên là Tuấn cũng đã rất là chịu khó và cố gắng để mà luyện tập được lên tới cái level này nha các bạn. Nên là ví dụ như mà muốn thắng được Tuấn là phải hết sức hết mình nha, mới có thể thắng được, chứ không là cũng thua với bạn ấy luôn nha các bạn.
trận bán kết của mình là mình gặp anh Hiếu luôn các bạn ơi, cái anh mà lúc đầu video mình có giới thiệu qua đó, không biết là như thế nào, nhưng mà tới đây là mình suy nghĩ là mình chỉ còn có cách cái trận chung kết còn đúng một trận nữa thôi, nên là còn bao nhiêu sức khỏe, bao nhiêu tâm huyết là cứ đánh hết mình trước nha các bạn. Nếu mà các bạn chưa biết già gân là như thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu anh Hiếu thử nha các bạn, đúng nghĩa là già gân luôn các bạn. Có ai mà 40 mấy, gần 50 tuổi rồi mà có thể thi đấu và chạy với một cái tốc độ nó khủng khiếp như vậy không? Thì các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết ha. Chứ là mình rất là hâm mộ anh Hiếu ở cái gọi là sức khỏe và cái sự nỗ lực của anh đó các bạn. Một cái trận đấu có thể nói là dài hơi cực kỳ các bạn ơi, muốn ăn được ông lão U50 không phải là chuyện đơn giản các bạn. Thì mình á, lúc này là mình đã rất là mệt rồi, nhưng mà các bạn có thể thấy không, ảnh vẫn còn rất là khỏe nha, vẫn còn rất là ok nha các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là do là thi đấu trong một buổi sáng còn gấp á các bạn, nên đó là cơ thể của ảnh nó không có đủ thời gian để hồi phục á. Chứ nếu mà giãn ra thì chắc là mình nghĩ là mình không có được may mắn giống như là hôm nay đâu. Thank you.
này là thua quá nên là có một cái anh bạn của mình qua ảnh bàn chiến thuật chung với mình các bạn. Thực ra bàn vậy thôi chứ cái quan trọng nhất trong đánh đơn là cái vấn đề thể lực các bạn. Nếu mà thể lực không đảm bảo thì chiến thuật đối với mình xem như là vô nghĩa các bạn. Chứ mà lúc này mà nếu mà hết binh rồi thì cũng như không. Thôi thì cứ ráng được bao nhiêu thì ráng. Hàng nó quá khỏe các bạn ơi, hàng nó thực sự là nó quá khỏe và nó vượt trội hoàn toàn với mình về tất cả các phương diện, về sức khỏe, thể lực, về tốc độ, về khả năng đập cầu cũng như là khả năng đeo cầu là đều vượt trội so với mình hết. Nên là mình thua không có gì lạ hết trơn các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Và nếu các bạn có thấy clip của mình hay á, thì nhớ nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.